ta dành tổ cha tu sinh cha đành đăng bắp bồ thà nê dê Parisa và mạnh chê. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, phân nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dài đời. Nhâm vườn lòng giả ngài dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thinh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ơn phổ cầm, đam mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tinh rõ ràng. Thỉnh ngài thuyên pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khâm chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nắc mô Bích Thai Giá, Nắc mô Thầm Ma Giá, Nắc mô Sang Ca Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh Sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay có tựa là tu tập theo con đường giới định tuệ. Dạ con xin dâng mít lại cho Sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và kính chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Thì hôm thời gian vừa qua chúng ta học trong cái phẩm trợ đạo gồm 37 pháp. Chúng ta cũng đã học xong. Thì sau khi mà quý vị học xong rồi đó, thì quý vị thấy rằng cái sự tu tập mà trong cái lời Đức Phật dạy trong Tam Tạng Kinh Điển thì không ngoài cái con đường giới định tuệ. Thì Phật giáo không là phải là một cái hệ thống tôn giáo tín ngưỡng với những cái nghi lễ, với những cái tín điều và bắt buộc cái người tín đồ phải tuân thủ, phải thực hành. Mà cái giáo pháp của Đức Phật dạy đó là chúng ta phải thực hành, phải sửa đổi những cái thói hư tật xấu, những cái phiền não ở trong nội tâm chúng ta. Đức Phật cũng không phải là một cái đấng thần linh mà hàng tín đồ phải tôn thờ, phụng sự, mà cái lời dạy của Đức Phật đó là một cái những cái phương pháp thực hành. Mục đích của tu tập là để đạt đến những cái đời sống mà tốt đẹp. Cho nên cái chúng tâm của chúng ta đó, phàm nhân thì thường là gì? Nó bị chi phối bởi những cái phiền não, tham sân si. Thì khi mà chúng ta thực hành theo cái lời là Đức Phật dạy, khi chúng ta tu tập về giới, tu tập về giới, gìn giữ những cái điều mà Đức Phật đã chế định, nhằm mục đích là để chúng ta trao dồi những cái phương pháp thực hành tốt đẹp, để thanh tịnh cái tam nghiệp,
thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng của tam nghiệp này là cái ý nghiệp. Cho nên á, là cái giới á, là những cái điều mà Đức Phật ngăn cấm, không cho chúng ta vi phạm vô những cái điều học đó. Như hồi nãy quý vị vừa thọ trì cái ngũ giới chẳng hạn, thì khi mà quý vị gìn giữ cái trọn vẹn năm cái giới mà mình tự nguyện mình thọ trì, là chúng ta tu thân, tu khẩu, tu ý, để không có phạm vào những cái điều học mà mình đã tự nguyện thọ trì. Thì khi mà chúng ta tu giới, tức là chúng ta tự sửa đổi, chuyển hóa cái tam nghiệp của mình đó, từ những cái tác ý, những cái tác ý do phiền não thúc đẩy, bây giờ mình phải sửa đổi những cái điều bất thiện, mình từ bỏ, mình dung bồi những cái thiện pháp, ngăn ngừa tạo nghiệp qua thân và khẩu. Mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta sửa đổi từ cái suy nghĩ, cái ý nghiệp của mình đó. Cho nên là cái phương pháp đầu tiên hết để chúng ta tu tập là tu giới. Sở dĩ mà chúng ta làm những cái điều bất thiện, chúng ta phạm giới là bởi vì sao? Bởi vì cái phiền não chi phối bởi tham, bởi sân. Thì khi mà chúng ta tu tập về giới là chúng ta để ngăn ngừa phòng hộ cái tam nghiệp của mình đó. Rồi chúng ta lúc đầu chúng ta ngăn ngừa là sao? Cao hơn, mức độ cao hơn chút, chúng ta giữ giới là để chúng ta lần hồi dùng những cái phương pháp để đối trị hoặc là đè nén những cái phiền não này đó. Cho đến khi nào mà cái định cái tệ chúng ta phát triển mạnh mẽ rồi đó, thì mới đạt đến cái hình thức là đoạn trừ. Nhưng mà đó, chính nhờ cái phát triển cái giới lúc đầu là phòng hộ, ngăn ngừa, chúng ta tu tập, chúng ta phát triển định đó, thì sao? Chúng ta dùng những cái chi pháp của các cái tầng thiền để mà tạm thời đè nén những cái phiền não này đó. Hoặc là nếu mà chúng ta học rồi chúng ta suy tư những cái suy tư chân chánh, dùng những cái suy tư chân chánh này đó để đối trị với những cái suy tư tà dại đó, để tạm thời vượt qua tất cả những cái bất thiện này để thanh lọc tam nghiệp của mình đó. Cho nên á, chúng ta phải tu tập từng bước như vậy. Rồi có những người họ không có còn chú trọng gì giới nữa, tại vì những chúng sanh này có thể trong những cái kiếp quá khứ người ta đã vương tập tu tập về giới một cách thuần thục rồi. Thì bây giờ người ta sao? Người ta tu tập vào định để phát triển cái định tâm của mình. Khi mà có được cái định tâm vững chắc rồi đó thì người ta mới phát triển được tuệ. Thành ra đó
mình đừng có dội, tùy theo những cái phương pháp tu tập của mình, chứ mình đừng có theo ai. Có gì có những người người ta đã đỡ trải qua cái tu tập cái phần giới xong rồi, bây giờ người ta ta tiếp tục người ta tu định, hoặc là có những người họ đã từng tu tập giới định rồi thì giờ người ta đi thẳng vào tuệ. Thành ra đó, chúng ta đừng có theo ai, mà mình phải đi theo chính mình, từng bước, đừng có vội vàng. Cái sự tu tập đó, nó là một cái đường dài. Chính vì phiền não tham sân si thì chúng ta phải thực hành từng bước để đối trị nó. Rồi khi mà cái định tâm vững chắc đó, nếu mà một vị hành giả tu tập thiền định hay là chỉ tịnh á, thấy không, làm cho cái nội tâm mình định tĩnh một cách vững chắc ha. Trong khi mà vị hành giả thực hành như vậy thì tạm thời đè nén các bất thiện pháp. Do đó mà những cái phiền não á, tạm thời nó được chế ngự nó được chế ngự đè nén, chứ chưa có đoạn trừ hẳn. Rồi chính cái nền tảng của định này đó, vị hành giả bước qua tu tập phát triển thiền tuệ thì chỉ có cái sức mạnh cái ánh sáng trí tuệ thì mới đoạn trừ xác tuyệt tất cả những cái phiền não. Cho nên là khi chúng ta thực hành chúng ta phải theo từng bước. Thật sự ra đó, thì tất cả các cái phương pháp mà Đức Phật dạy đó, thì nó không có gì ngoài giới định tuệ hay là hoặc là cái tóm gọn trong cái lời dạy mà cái giáo pháp tóm tắt đó, thì nó cũng chỉ có ba điều: không làm các việc ác. Mà không làm các việc ác này là gì? Tức là mình phải gìn giữ về cái giới, muốn tránh xa những cái điều ác: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì muốn tránh xa những cái điều này là chúng ta phải gìn giữ cái giới của mình cho nó trọn vẹn. Rồi mà mình muốn giữ giới cho được trọn vẹn thì sao? Thì mình phải học, mình biết rành rẽ những cái chi pháp như thế nào là phạm giới. Khi mà đầy đủ những chi nào thì gọi là bị đứt giới, hay là phạm giới, hay là phạm tội đó. Có cái nguyên nhân từ đâu? Ví dụ giờ trường hợp bây giờ một con muỗi nó cắn mình đi chẳng hạn vậy. Lúc đầu á thì mình theo cái bản năng, khi mà con muỗi nó cắn mình thì mình đưa tay mình đập liền, thì đó là theo cái bản năng thông thường. Nhưng mà đó, khi mà chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta không, thay vì mà mình thấy con muỗi nó cắn mình đưa tay mình đập liền, nếu mà lúc đó mình có hiểu biết, mình thấy cái hành động mà đem đến cái sự sát hại một chúng sanh là nó một cái điều đem đến những cái bất thiện, đem đến những cái hậu quả khổ đau đó. Nếu mà mình có hiểu biết như vậy đó thì sao?
chính ngày giây phút đó đó, cái trí tuệ nó phải sẽ chặn đứng, nó ngăn ngừa mình lại. Cái tàm quý à, nó sẽ ngăn ngừa mình, không cho mình đưa cái hành à, cái tác ý đưa cái tài đập đập cái con mũi đó à. Đó, khi mà chúng ta có cái tác ý mà không làm mọi điều ác thì phải có cái gì, phải có sự hỗ trợ của tuệ. Tuy là kể này giới định rồi mới tuệ, nhưng mà đó không thể nào mà gì bây giờ tôi giữ giới không à, cái giới muốn được trong sạch, muốn được tốt đẹp đó, thì cũng phải có sự hỗ trợ của tuệ, của sự hiểu biết à, của tàm quý đó, thì chúng ta mới ngăn ngừa được cái những cái điều ác nó xảy ra. Rồi nhờ cái giới này đi thì cái tâm mình nó lần hồi, nó định tĩnh à, nó định tĩnh sáng suốt, thì cái định này nó sẽ trở lên nâng đỡ thúc đẩy cho tuệ phát triển nữa đó. Cho nên á là giống như phiền não à, lúc đầu mình tham nhưng mà mình đâu biết, mình sân nhưng mà không biết à, rồi nhờ mình hiểu biết à, tham sân là gì, mình không hiểu biết cái những cái điều tai hại nó đem đến hậu quả khổ đau à, do mình vô minh, mà chính anh vô minh này mới ảnh mới chi phối ra tất cả những cái tâm bất thiện à, à. Lúc đầu mình phải ngăn ngừa cái tham cái sân được, cái trước cái đằng, tại vì lúc đầu thì cái trí tuệ mình chưa đủ để mà đối trị với cái si mê, cái vô minh không ha. Thành ra cái sự tu tập của chúng ta đi từng bước đó, mặc dù là cái giáo pháp à, tam tạng kinh điển thì nó nhiều, nó rộng à, nhưng mà mình phải biết cái giềng mối của nó à, nằm ở ngay chỗ nào, để mình từ đó mình mới có sự phát à, theo cái đường hướng. Chứ còn bây giờ mà mình ôm đồm học hết 84.000 pháp môn mình học làm sao nổi à, nhưng mà mình phải đi từng bước vậy à. Lúc đầu là gì, phải ngăn ngừa không làm mọi điều ác. Tại sao mình giữ giới, mình không làm mọi điều ác thì nó chỉ dừng lại ở đó thôi à, giống như cái miệng mảnh giường à, miếng ruộng mà mình chỉ làm sạch cỏ dại à, rồi mình để không vậy đó à, mình không có gieo trồng cái gì vô à, thì khi mà mình làm sạch hết cỏ dại rồi, mình phải lựa chọn những cái giống tốt lành à, những cái bông hoa hương thơm à, màu sắc đẹp đẽ gì đó mình gieo vô à, thì sao, và giống như là sau khi mình giữ giới trọn vẹn tốt đẹp rồi thì phải tu tập về định à, phát triển cái định tâm à, cho nó được mạnh mẽ à, sáng suốt à, tâm không có phóng túng chạy theo trần cảnh bên ngoài à, đó. Rồi gì, làm các việc lành là để gieo trồng vô những cái miếng đất, những cái hạt giống, những cái chủng tử tốt đẹp à, đó. Thì khi mà mình làm sạch cỏ dại, mình gieo trồng những cái hạt giống tốt lành đẹp đẽ rồi à, phát triển định đến một cái mức độ à, cao siêu, thì sao, thì chuyển qua cái tuệ giác à, chính nhờ cái tuệ giác này nó mới sát trừ à, mà muốn phát triển tuệ giác, muốn phát triển tuệ giác thì chúng ta sao phải từng bước à, chúng ta học trí
trí văn, rồi suy tư, suy tư chúng ta thực hành để đạt đến những cái kinh nghiệm, những cái tệ từ thấp tới cao. Thì chúng ta phải đi từng bước rồi khi mà chúng ta xác định được cái phương hướng, chúng ta có được cái phương hướng như vậy, giống như chúng ta muốn đi đến một cái nơi nào đó, một cái thành phố nào đó, nhưng mà bây giờ mình muốn biết để mà mình tránh đi cái lạc đường ấy, thì sao? Mình có cái bản đồ, mình có được cái bản đồ. Ví dụ mà quý vị muốn đến cái thành phố đó, ví dụ có một cái bản đồ để quý vị nghiên cứu, để biết đường đó nằm ở chỗ nào, rồi khu phố đó sao, để mình mường tượng ra, mình biết trước phải đi đến khi từ địa điểm này đến địa điểm đó, mình đi bằng cái phương tiện gì, mình đến đó rồi đó, mình sẽ đi như thế nào, qua đường nào, qua quẹo bên phải bên trái gì đó, để đi đến cái con đường đó, rồi đến con đường đó rồi đó mình sẽ tìm cái địa chỉ này như thế nào, để gì? Mình có một cái thực hành, mình có cái sắp đặt ở trong cái trí mình như vậy, thì khi mà mình đi tới đó mình không có bị mất thời gian, là phải đi tới đi lui hỏi thăm thế này thế khác đủ thứ chuyện nha. Nhưng mà nhớ rằng đấy, cái bản đồ đó chưa phải là cái thành phố, cái bản đồ là nó chỉ gợi để mình có cái sự sắp đặt, để mình tránh những cái sự lầm lộn khi mà chúng ta đi thực tế thôi nha. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là mình ôm cái tấm bản đồ đó mình nói là mình đã đi tới thành phố rồi, không phải vậy ha. Trong cái thành phố, trong cái hình đó, nó là chỉ mường tượng để chúng ta có được cái ý niệm. Cho nên á, là những cái phương pháp mà Đức Phật dạy, rồi chư tăng hướng dẫn trong kinh điển, nhưng mà quý vị phải áp dụng vào sự thực tập, thực hành, thì quý vị mới có kinh nghiệm. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ học, rồi chúng ta nghĩ là mình tu cái pháp đó, tôi học rồi, tôi biết rồi, nhưng mà sự thật ra cái đó là chỉ mới là cái trí văn thôi, cùng lắm là trí suy tư thôi. Còn mà khi nào chúng ta bước vào thực tập, thực hành một cách thực tế rõ ràng, thẩm nghiệm một cách tường tận, thì lúc đó đó nó mới cho chúng ta những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm thực tế trực giác một cách rõ ràng, không có qua sự suy tư xét đoán gì hết. Đó, lúc đó đó mới là cái trí tuệ, lúc này trí tuệ đó nó mới có khả năng để mà cắt đứt, để đoạn trừ, để diệt trừ tất cả những phiền não. Thì lúc đó đó là nó mới có khả năng để mà diệt trừ cái si mê theo từng bậc. Đó, thành ra đó cái phương pháp mà Đức Phật dạy là để chúng ta thực hành bằng những cái kinh nghiệm thực tế, những cái trực giác trên đối tượng được thẩm nghiệm một cách rõ ràng tường tận. Chúng ta không có quan sát một cách cạn cợt bên ngoài theo cái hình thức của chế định của tục đế, thì như vậy thì mình chưa có phải là mình đạt được những cái điều mà Đức Phật dạy. Cho nên á, là
giáo mà để cho những cái người mà có sự niềm tin với trí tuệ, chứ không phải là một cái niềm tin suông. Chúng ta hiểu biết như vậy. Và những cái lời Đức Phật dạy đó, chúng ta phải thực hành thì nó mới đem đến những cái kết quả, những cái lợi ích tốt đẹp. Chứ còn mà chúng ta quy y, rồi hàng ngày chúng ta tụng kinh, lễ bái, rồi là những cái hình thức thì nó chỉ hỗ trợ một phần nào thôi. Chứ cái Phật giáo là không phải là chỉ có một cái niềm tin suông, những cái nghi lễ, những cái hình thức, những cái nghi lễ, cái hình tượng thì nó cũng cần thiết đối với những cái người sơ cơ. Đến một lúc nào đó, cái sự tu tập chúng ta không có cần phải có sự hỗ trợ của các cái hình thức, của các cái nghi lễ nữa. Nếu mà lúc đầu đó cái niềm tin của cái người Phật tử còn non yếu á, nếu mà nó không có những cái sự hỗ trợ này đó, thì làm cho cái người học Phật nó cũng khó. Cho nên lúc đầu đó thì chúng ta cũng phải cần có những cái nghi thức, những cái phương pháp rồi nó hỗ trợ mình. Nhưng mà đi vào thực hành, thực tế thẩm nghiệm qua trực giác theo cái thực tướng của các đối tượng. Cho nên á là chúng ta phải hiểu biết như vậy để mà từng bước để chúng ta tu tập theo cái lời Đức Phật dạy. Cho nên là hôm nay thì giống như một cái buổi mà kết thúc cái phần 37 pháp trợ đạo, thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Và chắc có lẽ là qua buổi sinh hoạt hôm nay thì cũng xin tạm thời gian để lo công việc. Và với phước báo hôm nay thì cũng xin kính dâng đến chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Và chúc cho tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Và bây giờ xin mời đạo tràng cùng thảo luận. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Khai giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng có thể đặt những câu hỏi, những thắc mắc của mình về bài học ngày hôm nay ạ. Và con kính mời bàn tay và những câu chat ạ. Kính mời huynh Lý nè, rồi kính mời huynh Mỹ nè, rồi kính mời huynh Giang Nhất Hạ. Kính mời chị Tịnh Tâm, chị Hà Nguyên Như và chị Hồng Nhung. Dạ Nguyên Trang kính mời. Dạ kính mời huynh Thính Pháp. Dạ. Dạ Nguyên Trang kính mời. Dạ Sa Thú Nguyên Trang kính mời bàn tay của anh Mỹ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ con kính đảnh lễ Phật bảo, con kính đảnh lễ Pháp bảo, con kính đảnh lễ Tăng bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính chào đạo tràng và quý tôn ni. Dạ kính thưa sư, có nhiều lúc khi mà những cái tâm bất thiện nó khởi lên thì một khi nó ra thành lời rồi đó sư, thì
thì con nhận thấy nó rồi thì rồi nó tự động nó biến mất. Mà có những khi con thấy được cái tâm bất thiện nó có tâm bất hiện hiện khởi nhưng mà nó chưa thành lời, thì con nhận thấy nó rồi cái con không cho ra thành lời. Như vậy có được không sư, hay là mình phải tại vì có nhiều lúc con thấy con nhìn nó thì tự động nó đi, còn có nhiều lúc con nhìn thấy nó rồi con tác ý đè nó xuống không cho nó ra. Vậy cái sự đè nó xuống không cho nó ra như vậy có nên hay là không nên vậy sư? Dạ con kính tri ân sư giảng dạy. Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Ga giá. Thì đấu trị với cái phiền não rồi đó, nó đòi hỏi chúng ta cái trí tuệ chúng ta nó đủ đủ mạnh hay chưa. Có những lúc cái trí tuệ mình nó đủ mạnh á, thì mình vừa thấy cái tắc ý bất thiện nó sanh khởi lên, mình quan sát nó là nó. Nhưng mà có những lúc á, cái trí tuệ mình không có đủ mạnh, thì mình nhìn mình quan sát nó nhưng mà nó không có mất. Rồi mình phải dùng cái si tư chân chánh mình đè nén đó. Nhưng mà cái này nó tạm thời, cho nên cái này đó là cái trường hợp mà áp chế, khắc chế, đối trị tạm thời. Giả dụ như bây giờ mấy cái bộ đồ mình mặc mấy hôm nay nó dơ, bây giờ mình muốn đi giặt nhưng mà mình bận rộn cái gì gấp hơn, mình đem vô mình bỏ trong cái máy đó, nhưng mà mình chưa có bỏ xà bông xả nước vô khởi động cái máy để nó giặt, thì sao? Ở ngoài thì mình nhìn qua mình không thấy mấy cái bộ đồ dơ nữa, nhưng mà nó còn nằm trong máy, nó chưa có sạch. Đó, chừng nào mà mình bỏ xà bông rồi mình xả nước rồi mình khởi động cái máy lên á, lúc đó cái máy làm việc thì những cái vết, những cái ố quen ố, những cái vết bẩn á trên cái quần áo đó nó mới sạch. Đó thì cũng vậy, khi mà cái kinh nghiệm, cái trí tuệ chúng ta còn non yếu á, thì tạm thời mình đối trị, mình khắc chế, mình đè nén nó chỉ lắng dịu tạm thời thôi, hay là gọi là đá đè cỏ. Tạm thời mình đè nó, mình xách, mình dục vô cái chỗ nào đó cho khuất mắt mình không thấy nó, nhưng mà nó chưa có việc, nó còn nằm đó. Mà chính những cái này nè, nó là cái gì? Nó là những cái tiềm ẩn, nó tiềm tàng, nó nằm đó. Những cái hạt giống này nó nằm đó. Rồi sao? Khi nào có điều kiện nó lại bùng phát nó lại. Cho nên á, có những lúc khi mà chúng ta hành thiền á, thấy không? Anh bắt đầu anh trạo hối, anh bùng phát lên. Nó hồi tưởng lại, nó review trở lại, cuồng phim nó quay, nó trả trở lại. Đó. Tại vì lúc đó mình chưa có việc nó hẳn, mình tạm thời mình khắc chế, mình đè nén nó thôi. Đó. Cho nên á, khi nào có những cái tác ý như gì đó, chúng ta phải nhưng mà cái này á, mình phải luyện tập cái trí tuệ, cái niệm mình cho mạnh. Khi mà mình quan sát nó mà nó mất luôn á,
thì sau này nó ít khi nào nó xảy ra trở lại. Còn nếu mà mình chưa đủ sức, mình tạm thời mình khắc chế, mình đè nén đó, thì có khi nó sẽ trở lại. Vậy đó, thành ra đó cái tùy theo hàng ngày mình phải cố gắng nỗ lực tu tập để phát triển cái niệm lực và cái tuệ lực của mình cho nó mạnh. Chính hai cái sức mạnh này nó là quan trọng để mới có đủ sức để mà đấu trị với các cái phiền não, với những cái tác ý bất thiện. Cho nên là chúng ta phải hiểu vậy, để mình biết bây giờ những cái phiền não này mình chưa đủ sức, mình chưa đủ sức để mình đấu trị với nó. Thôi mình phải ráng, mình ráng nỗ lực lên. Nhưng mà có những lúc niệm tại mình mạnh á, mình quan sát nó mất á, nhưng mà mình đừng tưởng là diệt mất hẳn luôn, không có, chưa đâu. Chừng nào mà mình chưa đạt đến thánh đạo thánh quả đó, thì nó sẽ còn tái diễn trở lại. Mà lần sau đó có nhiều lúc á nó trở lại mạnh mẽ hơn. Chứ mình từng tưởng là mình một lần này mình nhìn nó, mình quan sát nó rồi nó diệt mất rồi, mình tưởng mình đã thắng, không có, chưa chắc. Tại vì cái sức mạnh của ma chướng, của phiền não đó, nó rất là mạnh. Chúng ta phải hiểu vậy. Thành ra có các ngài mới khuyên dạy một câu là gì: đừng bao giờ xem thường phiền não, và đừng tưởng là mình thắng nó cú này rồi là nó chịu thua mình, không có đâu. Nó rình rồi mai mốt nó quật lại mình mạnh hơn á. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng nỗ lực trong cái sự thực tập, cái sự thực hành, cái sự tu của mình cho nó phát triển mỗi lúc, cho nó được mạnh mẽ hơn. Xin giải đáp cái thắc mắc của chú Cận Sơn Nam. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bố Tha Giá. Sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính trên ơn sư Pháp Thanh đã giảng dạy câu hỏi cho anh Mỹ ạ. Dạ sa thú, sa thú câu hỏi của anh Mỹ. Dạ sau đây Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ con Nguyên Trang kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Mời Xích Hà, mời chị Kim Nhung, mời Nguyên Như, mời Huynh Lý nè. Dạ trong miền Đông. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ bây giờ hôm nay mình còn nhiều thời gian, mình có thể thảo luận. Đồng hồ của con chỉ có mới có 9 giờ, nắm là 10 giờ. Dạ mình còn khoảng 25 phút nữa ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Không ai có câu hỏi hả quý vị? Mời Huynh Thính Pháo, mời Huynh Giang Nhất Hạ, mời chị Kim Nhung. Trời hôm nay không ai bị, hôm nay ai cũng hiểu bài hết rồi, không ai. Để con coi có ai nữa không ta? Không ai hết. Dạ sa thú bàn tay của Huynh Thính Pháp. Dạ Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con đánh lễ sư Tinh Tâm, sư Pháp Thân cùng thể đạo tràng. Dạ Mô Phật Thưa Sư, thông thường tụi con có những câu hỏi nó hơi là nhờ Thế Sư, mà câu hỏi này chúng con cũng thắc mắc đã lâu lắm rồi. Sẵn dịp đây thì mong sư có thể giảng rõ hơn. Chẳng hạn như hàng ngày chúng con phải lấy xe đi làm, đi sinh hoạt Thế Sư, thì trên cái lộ trình đi làm Thế Sư, không ít thì nhiều
có nhất là kiến hay những côn trùng nhỏ nhỏ đó, thì chúng con rất là vô tình có thể là giết những sinh mạng đó mà thật sự không có tác ý, thưa sư. Ở trên tinh thần của giáo lý của học giới đấy sư, nếu mà có tác ý thì mới tạo sát nghiệp, còn nếu không có thì có thể tạo sát nghiệp trong lúc vô tình, chẳng hạn chặt cây hay đốn củi hay là lái xe chạy giết những kiến, ruồi, muỗi hay những sinh vật nhỏ nhỏ đó sư, mà chúng con hoàn toàn không có tác ý. Như vậy thì trước xe phương diện mà kinh nghiệp đó sư, thì chúng con tạo nghiệp sát hay không, hay là có thể nó bị nhẹ hơn ở mức độ nào đó. Còn về cái phương diện về cái giới, chúng con có bị lũng, bị rách hay bị hoen ố gì không thưa sư? Dạ thưa sư, có thể giảng rõ điểm này cho chúng con ạ. Dạ mô Phật. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. À, có đôi lúc chúng ta phải hiểu biết các cái chi phần của giới, nắm vững thì mình không có cái ái nái, cái hoài nghi về cái giới của mình. Giả dụ như bây giờ đó, mình bây giờ mình đốt một cái ngọn đèn này, ngọn đèn dầu, thì cái tác ý của mình khi mình đốt ngọn đèn ra để đem đến cái ánh sáng, để mình học bài, học dở rồi kia nọ, thấy không? Nhưng mà có những cái con bùa, con gì đó, con bùa hông, con phù du, gì đó, nó nhào vô rồi nó chết. Nhiều khi cũng sợ. Cái chuyện mà chúng sanh á, nó diễn tiến cái việc của nó đó, mình đâu có thể tác động vô được, thấy không? Đó, cái tác ý của mình là đốt cái đèn lên cho sáng, để mình thấy rõ, để mình làm công việc, chứ mình không phải mình đốt cái đèn lên để mình gài bẫy nó, để cho nó chết. Hai cái tác ý này nó khác nhau. Thành ra đó, cái việc mà cái nghiệp ác của chúng sanh á, nếu mà mình không đốt cái đèn lên, thì đến lúc cái kết thúc cái thọ mạng của nó thì nó cũng kết thúc ở cái chỗ khác, cái hình thức khác, vậy thôi. Cái việc của chú là mình cần phải đi công việc, mình lái xe mình đi. Còn cái việc mà sinh hoạt của các cái chúng sanh khác á, thì nó diễn tiến theo cái nghiệp lực của nó, đúng không? Đó, nếu mà nó không phải va chạm với chiếc xe của chú thì nó cũng có một cái vấn đề khác để mà nó kết thúc cái thọ mạng đó. Cho nên mình không cố ý, chừng nào mà mình cố ý thì cái đó là có vấn đề. Bây giờ ba cái con bù hồng quá trời, bây giờ đốt cái đèn lên, rồi để cái thau nước này, cho tụi bay nhào vô, tụi bay té vô thau nước, tụi bay chết. Đó, cái đó là mình cố ý thì mình mới tạo nghiệp. Còn vấn đề bây giờ mình đốt đèn lên cho nó sáng, để mình học, mình làm việc, mình thấy cho nó rõ, không? Chứ mình đâu có muốn nó, mình muốn đâu muốn giết chết những cái con bù hông, con phù du đó. Đó, còn cái chuyện của nó tự nó nhào vô, đó, thành ra mình phải hiểu. Rồi khi mình lái xe trên đường, có những cái con vật nó bò qua, mình làm sao mình thấy? Còn chừng nào mà mình đi, mình cố, mình dẫm nó, thành ra là sao? Chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, cố ý giết, ráng sức giết, phải có cái sự cố ý, rồi phải có sự nỗ lực ráng giết cho bằng được. Đó, thì
mình mới đứt giới, mình phải phạm giới. À đó, còn thí dụ như mình những cái suy nghĩ trong tư tưởng, những cái suy nghĩ trong tư tưởng muốn đập con mũi, nhưng mà mình kịp thời mình dừng lại thì sao? Nó chỉ bị ô nhiễm thôi. À đó, chứ nó không chưa có đứt đó. Thành ra mình hiểu như vậy. Trong đời sống thì đôi lúc mà có những lúc quý vị muốn cố gắng những cái con côn trùng, con kiến, con gì đó, mình cố mình tránh nó, nhưng mà bây giờ mình tránh hoài không được. À rồi mình, khi mà cái tâm mình sân hận lên mình mới làm, thì khi mình làm là đứt giới. À là nó vậy đó. Thành ra nó phải gì? Phải có sự cố ý. À có sự cố ý, có sự ráng sức để đoạt mạng cái chúng sanh đó, thì lúc đó chúng ta phạm giới sát sanh. Còn mình lái xe, mình đốt đèn, mình làm những công việc gì đó, dù trường hợp bây giờ mình sơn cái cửa này, mình sơn cửa, mình đâu muốn đâu, những cái con ruồi, con mũi nó đâu biết, nó bay, nó nhào vô, nó dính sơn đó. Mà mình sơn cái cửa chứ mình đâu cố ý để mà làm cái bẫy để mà bẫy nó đâu. Nhưng mà tự nó tự đâu nó bay vô đó. Thành ra mình hiểu Đức Phật nói là chừng nào mà mình có cái tác ý bất thiện, rồi mình phải có sự cố ý để mình đoạt mạng của nó, và nó đã chết vì cái ý và cái sự ráng sức đó, thì mình mới phạm giới. Còn cái chuyện bình thường, nhiều khi mình lái xe, mình đi mà không có, mình đi mà nó nằm ở đâu trong cỏ, trong gì đó mình không thấy, trong lá cây mình không thấy, mình dẫm đạp, thì cái đó mình không có phạm giới đó. Thì cái trường hợp mà của cái vị đại đức hộ mù đó, ông ta mù, ông ta đâu thấy gì đâu, cho nên là ông ta đi trên cái con đường kinh hành, nhưng mà khi mà trời mưa rồi, những cái con côn trùng đó, nó lên cái đường nó nằm, thì ông ta đi, ông ta dẫm đạp lên, rồi mấy vị kia nói là vị A-la-hán mà còn phạm giới. Mắt ổng không thấy đường, ổng đi kinh hành thôi, còn cái chuyện mà côn trùng nó nằm ở trong cỏ, trong nó lẫn trong lá cây rồi kia nọ, thì ổng đâu có thấy, đâu có biết được. Thành ra chúng ta phải hiểu là nếu những cái chi pháp nào mà chúng ta phạm đầy đủ thì coi như là đức giới. Còn nếu mà chúng ta không cố ý, do vô tình, thì nó chỉ là những cái coi như cái giới nó không được trọn vẹn vậy thôi, chứ còn không có đến nỗi đức. Xin giải đáp cái thắc mắc của Thánh Pháp, và chúc mình nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con đã thấy huynh thính pháp, con kính tri ân sư. Dạ, kính cảm ơn huynh đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, con thấy bàn tay của Nguyên Như. Dạ, Nguyên Trang kính mời. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Thầm Mạc. Nam mô Sàng Khai. Dạ, bạch sư. Mấy bữa nay con cứ suy nghĩ về cái mấy cái câu hỏi với cái câu trả lời đó, con vẫn bị rối, bạch sư. Thí dụ như là mình con thí dụ như là mình là một cái hãng, mình làm súng đạn, rồi mình trong tâm mình nói là cái súng này có thể là mình có thể bắn thú rừng, mình cũng có thể bắn này bắn kia, mà ai mà giết người thì cái chuyện đó của người đó, chứ đâu phải là mình tác ý làm như vậy. Rồi kinh mình mở cái hãng ra, mình làm súng làm đạn như vậy, rồi mình có thể làm những trái bom để mà mình phá núi, nhưng mà cái người đó mà lấy cái bom đó để mà giết người hay là phá làng phá xóm gì đó, thì cái chuyện đó của người ta, không phải của mình. Như vậy mình có thể nói là như vậy được không, bạch sư? Rồi thí dụ như là mình mở ra một cái chỗ mà câu cá,
rồi ai đi câu cá là chuyện của người ta chứ không phải là của mình. Thì nó cũng giống như là cái câu hỏi của con hỏi hôm bữa sư là nếu mà mình mở ra một cái chỗ mà mình thu mua những cái đồ gì đó mà mình biết chắc là nguyên một cái đám mà nó lợi nó bán đồ đó cho mình toàn là ăn trộm ăn cướp, nhưng mà mình cứ làm lơ, mình nói là mình chỉ thôi vô mua thôi, còn cái chuyện đó là của người ta, thì con thấy thì có lúc đó thì mình lại thấy mình có tội, còn có lúc thì mình lại thấy mình không có tội. Con cũng có hơi bị rối, và xin sư có thể giảng lại cho chúng con cái chỗ đó được không bạch sư? Và với lại một cái nữa là một cái vị con nhớ trong cái bài hôm bữa hình như chị Nguyên Trang có nói, có hỏi con nữa, là khi mà bà sắp xếp nỏ cho người chồng đi mà đi săn đó bạch sư, thì bà lại không có tội. Mà nếu mà bà là nữ thánh rồi thì bà không tội, nhưng mà nếu mà mình là một cái người vợ mà mình làm như vậy cho chồng, hoặc là cái chỗ mà mấy cái chỗ phường làng làm cá đó, rồi cứ làm phụ với chồng làm những mấy cái đồ mà mình hốt cá vô đó bạch sư, như vậy mình có tội không bạch sư? Dạ con xin nhân mít lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Bây giờ nó có hai cái trường hợp. Cái trường hợp là mình đã biết những cái đồ này á là cái đồ gian của nó đi trộm cắp đem về. Mà mình vì cái lợi lộc, tên là lợi lộc, rồi mình mua. Nhưng mà trước cái lợi lộc rồi cái tâm mình nó, mình đâu biết, thì thôi bây giờ nó bán mình cứ mua. Thì mặc dù cái trí tuệ mình nó có, nhưng mà lúc đó cái trí tuệ nó chưa chiến thắng được cái lợi lộc, cái tham lam. Cho nên là mình bị cái tham muốn nó chiến thắng. Thì khi mà người ta truy xét ra thì mình phạm cái luật là coi như là buôn bán tồn trữ những cái vật dụng mà gian. Thấy không? Mình có chống chế gì nó đâu biết, tại vì nó đem lại nó bán tôi mua, tôi đâu biết đồ ăn trộm. Nhưng mà là trong cái luật pháp người ta cũng không có cho mình đó. Thành ra đó chúng ta phải biết, chúng ta giữa cái trí tuệ của mình á, có những lúc nó non yếu, nó chưa đủ mạnh để vượt qua những cái tham muốn. Cái trường hợp á, vị mà là thánh nữ Tu Đà Quần á, là bà ta chỉ làm đơn thuần làm cái công việc sắp xếp cho chồng thôi, chứ bà ta không có hoan hỷ trong cái việc làm của ông. Mình phải hiểu hai cái tác ý. Còn nếu mà một cái người vợ mà là phàm nhân á, thì khi mà sắp xếp á, với cái tác ý bất thiện, trời bữa nay giá và ổng đi á, ổng săn thú bữa nay nhiều chút để bán, để có tiền mua gạo mua kia nọ, thì sao? Chính cái tác ý bất thiện này nó cùng cộng nghiệp nó cùng cộng nghiệp với cái ác nghiệp của người chồng tạo. Đặt trường hợp là người chồng á, là đi chài lưới rồi. Đó. Bây giờ cái người này chỉ sắp những cái công cụ làm việc của người chồng thôi.
Nhưng mà bây giờ người chồng mà nếu mà đi chài lưới đi bắt cá mà đem về cá còn sống mà kêu cái vị này làm là cái vị này nếu mà đã đắc tu La Hoàn rồi thì không bao giờ làm. À, chúng ta phải phải hiểu như vậy. À, dù cho có bỏ mạng đi chăng nữa đó, là cũng cũng không có làm. À, đó. Cho nên đó mình phải 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 hiểu như vậy đó. À, cho nên đó là có những cái trường hợp cái tâm của mình đó, nó chưa đủ cái trí tuệ để mà nó vượt qua cái phiền não. Chứ còn nếu mà mình đã biết rồi, mình nhận thức, thì mình sẽ từ bỏ, mình không làm. Thấy không? Bây giờ á, cái người thợ rèn, à, cái người thợ rèn thì họ rèn ra cái dao, à, để cho bán cho người ta, à, sinh hoạt hàng ngày, họ sắt, họ gọt gì đó. Đó thì những người này chỉ đơn thuần để làm ra cái dao để phục vụ trong cái sinh hoạt, trong đời sống thôi. À, nhưng mà đó làm ra cái gươm, cái giáo, phải không? Thì cái hát à, tại vì cái gươm cái giáo này không thể nào mà để sắt gọt rồi cái nọ được, mà để gì? Để đi đánh giặc, à, để giết quân thù này kia nữa. Đó, thành ra mình phải hiểu. À, nếu mà cái dao nhỏ xíu, cái dao gọt bút chì, à, cái dao để sắt để gọt là trái cây rồi rau cải rồi gì đó. À, còn cái gươm cái dao thì nó sử dụng vào cái mục đích khác rồi. À, thì cái trường hợp á, cái trường hợp ông quý vị nhớ là có giải giải Nobel á, thì cái ông Nobel này ổng sáng chế ra gì, cái ngòi nổ, à, cái ngòi nổ gắn cái những cái quả mìn thì nó phải có cái ngòi nổ để kích, thì cái khi mà cái ngòi nổ này nổ thì cái cả cái quả mìn nó mới nổ. À, thì lúc đầu á là ông ta sáng chế ra cái này để mục đích là để khai thác đá, à, để nổ mìn để khai thác đá rồi kia nọ thôi. À, rồi người ta mới lấy cái phát minh này đó, người ta chế tạo thành những cái vũ khí. Thì như vậy đó, ông ta hối hận tại sao với cái tài sản đó ông làm để cho những cái mục đích là thưởng cho những người mà có công đóng góp, à, phục, à, để giảm bớt những cái khổ đau trong đời sống xã hội. À, cho nên đó là mình phải hiểu cái chừng nào mà mình cố ý hoặc là mình tùy hỷ, mình vui thích theo cái bất thiện, mình sẽ bị. À, thì cái trường hợp mà Tina, cô Tina hỏi nè, à, ví dụ như bây giờ, à, người bạn mình á, người bạn mình thích đi câu cá, à, bây giờ người bạn mình rủ mình đi, à, nếu mà mình đi chơi mình ngắm cảnh thôi, còn cái người bạn mình làm gì làm thì mình không có phạm. Nhưng mà khi người bạn mà bắt lên được con cá to quá, à, rồi mình cũng hoan hỷ, à, trời ơi hay quá, bạn câu được cá to quá này kia nữa, à, trời ơi con cá này mà đem về nấu canh chua rồi ha, làm món này món kia ngon lắm. À, đó thì sao mình sẽ cộng nghiệp. À, còn bây giờ á thì quả quặn mình đi chơi, mình ngắm cảnh này kia nọ thôi. À, mình không có cái tác ý, không có hoan hỷ, không có tỳ hỷ theo cái việc mà câu cá thì đâu sao. À, còn nếu mình đi mình vui thích theo, mình tỳ hỷ theo, à, theo những cái điều bất thiện
thì mình cùng cộng nghiệp. Còn nếu mà mình hoàn toàn cái tâm mình không có sự hoan hỷ tỳ hỷ theo cái bất thiện trong cái việc câu cá thì không có sao đó. Thành ra đó chúng ta phải hiểu vậy. Nhưng mà đó, trong luật thì Đức Phật cũng đã nói rồi, coi như cái người mà Phật tử, nếu mà mình muốn giữ giới của mình cho nó được trong sạch tốt đẹp thì thôi, bây giờ đâu phải nhất thiết mình phải bán vũ khí mình mới sống được, đâu phải mình nhất thiết là mình phải bán những cái thuốc sát trùng và kia nọ mình mới sống được. Thì mình có thể mình bán buôn những cái vật dụng khác mà nó không đem đến cái điều tai hại, bán gạo, bán tóc rồi cái nó, bán đường, bán đậu rồi cái đó thì đâu đem đến cái điều gì tai hại đâu. Chừng nào mà bây giờ mình không có bán gì ngoài những cái đó được á, còn nếu mà được thì mình nên chuyển đổi, mình bán những cái khác cho tốt đẹp. Ví dụ như bây giờ á, gia đình hồi đó giờ quen làm cái nghề chài lưới á, thì bây giờ lần hồi bây giờ mình nhắm bề á, mình nhắm bề mà mình chuyển quá gia đình cũng được, thì thôi mình tránh, mình kiếm cái nghề khác, mình đi kiếm cái học những cái nghề ngành nghề khác để mình làm. Chứ bây giờ á, cũng có nhiều sư mà quê ngoài Vũng Tàu chẳng hạn, gia đình làm cái nghề mà đi lưới cá ở ngoài biển, nhưng mà mấy ổng khuyên hoài không được thì sao giờ, thì thôi nghiệp ai nấy chịu, mình không quan hỷ theo cái nghiệp của người khác thì thôi ha. Đó, thành ra đó tùy theo điều kiện, nhưng mà tốt nhất là mình tránh xa. Bây giờ mình có thể cũng buôn bán, nhưng mà buôn bán những cái gì nó không phạm vào những cái giới, những cái mà Đức Phật đã chế định, để mình có một cái đời sống mưu sinh, để có cái gọi là chánh mạng, chánh nghiệp. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Như cũng như cái thắc mắc của Tina. Dạ, chúc hai vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, thưa Sư, hồi nãy con cũng có một cái thắc mắc á, là trong trường hợp mà anh Thính Pháp hỏi mà mình vô tình mình giết các cái chúng sanh đó thì mình không có bị phạm giới, nhưng mà không biết mình có bị nghiệp không ạ? Tại vì mình nói gì thì nói mình cũng bị, mình cũng giết chúng sanh đó, mình có bị nghiệp không? Dạ. Được, dạ con kính thỉnh Sư giải thích giúp con ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì tại vì quý vị học mà nó chưa có cái sự tìm hiểu mà suy tư đúng đắn, đã nếu mà mình không cố ý, mình không cố ý thì mình đâu có tạo nghiệp. Tại vì cái chi sát sanh, mình biết chúng sanh có sức tánh, cố ý giết, ráng sức giết, chúng sanh đã chết vì cái sự ráng sức đó. Đó, khi mà nó trọn đủ những cái chi pháp này thì mới đứt giới, mà đứt giới thì tạo nghiệp. Đó, thành ra có nhiều khi nói là mình vô tình,
à, mình vô tình mà mình không cố ý, mình vô tình thì mình bị nghiệp vô tình. Không có, mình phải hiểu cái điều này à, nó rõ ràng như vậy đó. Quý vị đã học trong pháp của kinh rồi à, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo đó. Cho nên đó là mình phải hiểu biết như vậy để mà chúng ta không có hoài nghi à. Chúng ta bị cộng nghiệp á, là vì chúng ta tùy hỷ theo, chứ không có cái nghiệp vô tình à. Quý vị nhớ cái trường hợp mà dòng họ Thích Ca bị tru di không à, rồi Đức Thế Tôn á bị nhức đầu à, thì á hồi đó Bồ Tát còn nhỏ ở trong cái làng đó, thì những cái người mà dòng họ Thích Ca đó hồi xưa là cái dân ở trong làng, còn mà cái ông Quý Đu Đá Phá với binh lính của ông á là những cái chúng sanh tôm cua rồi à, tôm cá rồi ở trong cái ao à, bữa đó dân làng đi tát cái ao đó đó để đem cho tôm cá về làm vật thực à, thì lúc đó Bồ Tát còn nhỏ à, ngài mới thấy người ta đông người ta bắt cá rồi nhiều quá, ngài vui theo à, ngài vui theo cái điều bất thiện, lúc còn nhỏ ngài đâu biết à, vui theo, cho nên á là mới bị cộng nghiệp à, cái dòng họ Thích Ca bị tàn sát à, Đức Thế Tôn thì bị nhức đầu đó. Chứ còn không có cái nghiệp vô tình, chỉ là cái cố sát, người ta suy đoán theo cái ở ngoài đời à, ở ngoài đời á thì nó cái tội là gì, cái tội là cố sát hoặc là ngộ sát à, thấy không à, cái người này á giết người có chủ mưu, có sự sắp đặt thì cái tội nó nặng hơn. Còn cái người này đó khi mà họ bị hành hung rồi họ phản ứng lại, họ chống trả, thì cái hành động chống trả này có tác ý không? Có sao không có à, đó. Thành ra đó cái này nó là cái tội của ngoài xã hội thì nó nhẹ hơn cái người mà cố sát à, nhưng mà đó nó cũng vẫn tạo nghiệp giữa hai chúng sanh này, nó trả nghiệp với nhau à, hồi xưa quá khứ nó đã xảy ra như vậy rồi, bây giờ mới trở lại. Quý vị nhớ rằng cái ông Cận Sự Nam mà suốt đêm mà ổng ngồi ổng nghe pháp, ổng thọ trì bát quan trai giới, mà sáng ra ổng bị cái thằng ăn trộm nó quăng cái bao đồ, người ta tới là nói ổng ăn trộm, người ta đập ổng chết đó. Tại vì cái nghiệp hồi xưa ổng làm quan, ổng xử ép để ổng chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt vợ con của người khác, do cái duyên nghiệp đó bây giờ ổng phải trả, thấy không? Thành ra chúng ta nhớ rằng đó, nghiệp quả nó rất là phân minh rạch ròi. Nó không có cái vấn đề mà cái nghiệp vô tình à, chỉ có những cái cộng nghiệp, những cái cộng nghiệp đó à, chú nói là khinh thiểu nghiệp à, thì khinh thiểu nghiệp tức là những cái mà mình không hoàn toàn không cố ý đó. Trong cái khinh thiểu nghiệp này đó
mình làm, nhưng mà với cái tâm yếu đuối muội lược, không có sự thúc đẩy, có cái sự tác động, có sự thúc đẩy chứ. Còn cái mà cố ý tác ý mạnh mẽ đó, thì cái đó là không có cái tâm gọi là vô trợ. Còn cái mà khinh thiểu nghiệp á, mình làm một là nó có cái tâm hữu trợ, là mình ta làm một cách lơ là, không có chủ tâm mạnh mẽ. Ví dụ cái trường hợp bây giờ đó, bà mẹ đi chợ về mua cá, mua đồ còn sống, cái người con á là cái người mà hiểu biết đạo, bây giờ đó là cái tâm thì không có muốn làm, nhưng bị vì bà mẹ bắt buộc phải làm đó, cho nên á tạo nghiệp, nhưng mà cái nghiệp này là khinh hiểu nghiệp, tức là bị sự sai khiến, bị sự bắt buộc của người khác mà làm. Thì cái trường hợp mà cái ông đau thủ thủ nặng động á cũng vậy. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất mới hỏi ổng như chứ là hằng ngày á ông chém đầu các tội nhân á, ông muốn làm hay là ông bị sự sai khiến? Thì ông nói là do vua quan sai khiến, thấy không? Thành ra đó, nó tạo nghiệp, nhưng mà cái nghiệp nó nhẹ hơn, bị vì cái có sự tác động khổ, tâm hữu trợ, thì cái nghiệp nó sẽ nhẹ hơn, hoặc là nó cận nghiệp. Còn nếu mà cái sự cố ý là nặng hơn, tâm vô trợ, thấy không? Đó, nhưng mà phải có sự cố ý nha, thì mình mới tạo nghiệp. Còn nếu mà vô tình thì nó không đưa đến nghiệp. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Dạ, thời gian chắc cũng vừa phải lẽ. Thì xin kính chúc chư tôn đức pháp thể ca ngang, và chúc tất cả quý tôn nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui. Chúc tất cả quý vị sinh hoạt Phật pháp đem đến nhiều lợi lạc trí tuệ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con thưa sư. Như sư đã nói từ nãy giờ là sư nói hôm nay sư giảng rồi sau đó sư nghỉ một thời gian dài ra, nên là chúng con cũng chưa biết sư khi nào sẽ gặp lại sư, nên con muốn hỏi Xích Hà cũng muốn hỏi sư một vài câu hỏi, và con cũng muốn hỏi thêm sư một câu hỏi nữa. Sư hoan hỷ ở lại một chút để cho chúng con được hiểu thêm ạ. Dạ thưa sư, cho con hỏi là tại sao mà trong cái bát chánh đạo, bát chi đạo đó thưa sư, thì nó có 8 tâm sở, mà 8 tâm sở đó được gọi là chi đạo, khi nó ở trong tâm đạo, nó sanh đồng thời với tâm đạo thì gọi là bát chi đạo. Rồi khi mà nó ở trong cái tâm, khi mà chỉ còn 5 cái tâm sở thôi, tức là không có giới phần, ở trong cái tâm đại thiện, đại tố, đại quả và tâm đáo đại, thì như vậy nó có được gọi chi đạo không? Nó mình gọi cái đó là tâm sở hay là mình cũng gọi là chi đạo? Vì bản chất nó là chi đạo hay là mình gọi như thế nào? Dạ con chưa hiểu chỗ này đó thưa sư. Dạ con kính thỉnh sư giải thích giúp con chỗ này. Dạ sau đó còn Xích Hà có câu hỏi nữa sư. Sư hoan hỷ cho tụi con móc túi thêm một chút xíu nữa. Dạ con kính tri ân sư, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì thật sự ra các cái sở hữu này đó, như tính thì quý vị biết rồi,
nó có gọi là tính quyền hay là tính lực hay là tuệ quyền, tuệ lực đó. Khi mà cái trí tuệ á, mà nó trở thành cái chi đạo đó, là nó có cái sức mạnh công năng để sát trừ cái phiền não, thì lúc đó nó mới gọi là chi đạo. À, còn nếu mà nó chưa đủ sức để sát trừ cái phiền não đó, thì nó là những cái sở hữu, những cái chi pháp. À, nhưng mà nhờ có sự phát triển lần hồi à, thì những cái sở hữu này đó, nó những cái chi pháp này đó, nó mới đủ sức mạnh để mà trở thành chi đạo. Nè, đó, chi đạo là luôn luôn nó có sức mạnh để diệt trừ cái đối trị, sát tuyệt những cái phiền não, thì nó gọi là chi đạo. Còn lúc mà nó còn non yếu là nó chỉ là những cái sở hữu, à, những cái chi pháp, à, để hỗ trợ, à, với các pháp đồng sanh thôi, chứ chưa phải là chi đạo. Khi mà trong tâm đạo là luôn luôn phải tròn đủ tám cái chi. À, còn nếu mà nó chỉ có năm chi mà không có ba cái sở hữu giới phần á, thì chưa phải. À, thành ra ngài hòa thượng Siêu Minh ngài nói sao luôn, cái bát chánh đạo nó giống như là cái bánh xe. Thành ra quý vị thấy rằng thường thường là cái người ta gọi là bát chánh đạo là cái bánh xe nó có tám cây cầm. Ngài giải thích rằng á, nếu mà cái vòng tròn nó bị khuyết mất một cái phần nào, hay là cái bánh xe đó mà nó không đủ tròn, không đủ, thì nó không có thể vận hành được. À, cái vòng tròn là nó phải liền với nhau, khép kín. À, mà nếu có một cái đoạn nào đó nó bị hở thì đâu phải là vòng tròn. À, nó gọi là hình bán nguyệt hay là cái gì đó, chứ không phải là vòng tròn. À, vòng tròn là nó phải liền nhau, phải khép kín. Cái bánh xe đó thì nó phải liền, phải tròn đó. Cho nên cái bát chánh đạo á, là theo lời dạy của ngài Hòa Thượng Siêu Minh trong một cái bài pháp mà sư nghe ngài giảng đó, là nó phải như vậy đó, phải tròn đủ tám chi pháp nè. Tại vì mà tám cái sức mạnh này nè, tám sức mạnh này nó đủ mạnh thì nó mới đẩy lùi được các cái phiền não từ thấp tới cao. À, lần hồi đoạn trừ từ những cái hạ phần kiết sử lên đến thượng phần kiết sử, khi nó đủ sức sát tuyệt diệt trừ thì nó mới gọi là đạo. À, thì đạo nó mới đưa đến quả. À, nếu mà những sở hữu này, những chi pháp này mà nó đưa chưa đủ sát tuyệt thì nó chưa phải là chi đạo. À, mình vậy. À, rồi xin giải thích thắc mắc của cô Kim Nhung. Thì đối với sư thì sư thoải mái, không có gì hết. À, bây giờ mà nói tới chiều cũng được. Chỉ sợ là mấy vị mà quản lý cái room mà với lại bây giờ thì cái ở bên thời giờ này bên Việt Nam thì thoải mái, nhưng mà bên bên Mỹ thì sợ là cái nó khuya quá, sợ quý vị thức khuya không nổi thôi, chứ có gì đâu. Xin nếu mà còn những gì thắc mắc thì quý vị muốn tìm hiểu thì xin hỏi. Nam mô Bụt Tha giá. Chúc cô Kim Nhung nhiều sức khỏe an vui. Dạ, con thưa sư, như vậy thì
8 cái tâm sở này mà ở trong tâm quả siêu thế là cái tâm đã sát trừ phiền não rồi. Tức là sau tâm đạo thì sát trừ phiền não rồi tâm quả nối tiếp sanh lên, thì như vậy mình có thể gọi là chi đạo được không thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sầm Thầy Giá. Thì á, khi mà cái tâm đạo mà nó khởi lên rồi đó, nó sát tuyệt phiền não, rồi phía sau đó là cái lộ tâm là các cái tâm quả. À, chúng ta nhớ rằng á, mỗi sát na thì có một tâm sanh khởi. Nè, và cái tâm đạo đó nó chỉ thí dụ như cái tâm mà sơ đạo đó nó chỉ khởi lên một lần, nhưng mà cái tâm sơ quả đó, nó có thể khởi sanh lên nhiều lần. À đó, khi mà cái tâm đạo nó khởi lên lúc đó nó mới sát tuyệt cái phiền não, và sau cái tâm đạo rồi là tâm quả. À, thì thí dụ như sau đó là chỉ tâm sơ quả thôi. Rồi nếu mà cái vị này nỗ lực tu tập á, cái tâm đạo mà khởi sanh lên lần thứ hai thì là tâm này là tâm nhị đạo. Nhị đạo thì sau cái nhị đạo này là tâm nhị quả. À, rồi tiếp tục, nếu mà có khởi lên cái tâm đạo là tâm tam đạo, thì tâm đạo sau đó là tâm tam quả. À, vậy đó, thành ra đó, nói là vị này đạt niết bàn lần thứ nhất. À, đó là cái tâm sơ đạo. À, vị này đạt niết bàn lần thứ hai, à, cái tâm nhị đạo. Thì cái tâm đạo nó chỉ luôn luôn nó sanh lên một lần duy nhất để đủ, nó đủ sức để sát tuyệt cái phiền não. Còn sau đó là cái những cái tâm quả. À, chúng ta phải hiểu như vậy á. Dạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, bây giờ mời quý vị ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thanh, Nam mô Nam mô Sang Khai Giá, và con kính lãnh lễ sư thân tâm, con kính lễ sư pháp Thanh, và con kính chào đại trời. Nhà thưa sư, con có cái thắc mắc là khi nãy sư có nói về cái cộng nghiệp đó, thì cái chi pháp của cộng nghiệp là gì, và khi mà một cái người mà người ta không đứng ra làm cái hành động đó nhưng mà họ hoan hỷ, thì cái quả của cái người cộng nghiệp đó nó có giống như cái quả của cái người mà đang làm một cái công việc con nói thiện hay bất thiện nói chung, thì nó có giống nhau không ạ? Hay là sự cho quả nó lại khác nhau, và cái chi pháp của cái người cộng nghiệp là chi pháp gì thưa sư? Dạ, thì có thể giảng rộng hơn cho tụi con rõ về vấn đề này. Dạ, con kính chư ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. À, thì bây giờ á, cái trường hợp bây giờ có mấy tên nữa là bàn bạc với nhau đi ăn trộm đi, không? Nhưng mà trong cái nhóm này có một cái kẻ chủ mưu, chủ mưu nó đã đi quan sát rồi, nó dự trù nó ấy gì rồi, nhưng mà một mình nó không thể làm, nó mới rủ thêm vài ba người nữa. À, thì khi mà ông quan tòa mà ông xét xử thì cái thằng mà chủ mưu á là nó phải bị nặng hơn. À, cái thằng chủ mưu là luôn luôn lúc nào nó cái tội nó cũng phải nặng hơn. Mấy anh mà a tùng theo đó, hỗ trợ đồng lõa thì đương nhiên là nó nhẹ hơn. À, thành ra đó, khi mà
cái bất thiện mà mình quan hỷ, mình tùy hỷ theo đó, thì mình cũng dính vô. À, như trường hợp nãy đó, cái dòng họ Thích Ca bị sát tiệt á, thì Đức Thế Tôn cũng phải bị nhức đầu. À, nó mà nặng á, thí dụ tòa án mà kết án cái thằng mà chủ mưu á 10 năm, thì cái thằng mà gọi là A Vua theo á thì cũng phải 5-6 năm. À, thì dĩ nhiên nó nhẹ hơn, nhưng mà cũng phải trả quả. À, thì cái thiện cũng vậy. Thí dụ cái người mà làm chủ lễ dân y, cái người mà chủ lễ dân y, thì cái phước người ta sau này người ta cái địa vị cao hơn. Còn cái người mà quan hỷ theo, cái người mà hùng phước vô cũng có phước, nhưng mà nó sẽ kém hơn. Ví dụ cái người kia làm vua chúa đó, thì cái người mà hùng phước theo, tỳ hỷ theo là hoàng thân quốc thích. Nè, ông muốn làm vua thì mình cũng là quan tể tướng rồi kia nọ ha. Hoặc là bà đó có hoàng làm hoàng hậu thì mình cũng là công chúa rồi đó. Đó, thành ra đó là cái nào nó cũng vậy. Cái khi mà cái người mà khởi xướng hay là hoặc là nói cái tâm vô trợ đó, nó mạnh mẽ đó, thì cái quả nó lớn hơn. Còn cái mà tâm hỗ trợ theo á thì nó sẽ nhẹ hơn. Thì nói vui vui như ngày Bủ Chánh nhà nói đó, ai mà hùng phước xây chùa thì chừng nữa làm vua làm hoàng hậu. Còn ai mà sa phú lành thai á, thì chừng nữa làm tỳ nữ. Thì nói cho nó vui vậy thôi. Chứ còn á, cái trong cái nghiệp quả đó, thì nó cũng có nhiều cái. Thí dụ cái trường hợp mà cái người khởi xướng, cái người đứng đầu, nhưng mà họ làm với cái tâm thờ yếu đuối, không tròn tam tư, thì chưa chắc. Còn cái người mà tùy hỷ, nhưng mà cái người tùy hỷ này với trí tuệ, với sự hiểu biết, thì có đôi lúc đó, cái phước nó cũng trổ, nó mạnh, nó cũng lớn. Thành ra đó, mình nói thì trên cái chung nó như vậy, nhưng mà khi mà vô cái vấn đề mà sâu xa của nghiệp báo đó, thì Đức Phật nói sao? Nghiệp quả chúng sanh bất khả tư nghì. Cái công thức chung á thì nó vậy, nhưng mà phân tích chia sẻ chi ly á là nó sâu xa lắm, không thể nghĩ bàn được. Thành ra chúng ta hiểu thì hiểu trên chung cái qua cái kinh điển, qua cái lời dạy của Đức Phật thôi. Chứ còn mà chia sẻ sâu xa là mình đủ không đủ trí tuệ, không đủ sự hiểu biết. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Hà, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ dành thêm thời gian để giảng dạy những câu hỏi của chúng con ạ. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Dạ, con không biết sư Thanh Tâm còn trước máy không ạ. Con kính thỉnh sư Thanh Tâm chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Sau khi thính pháp ạ. Dạ, chắc sư... Dạ, con kính thỉnh sư Phúc Thanh nha. Con nghĩ chắc sư Thanh Tâm trễ quá, không sư Thanh Tâm không còn trước máy nữa. Dạ, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp. Dạ, cho chúng con được trọn vẹn phước báo ạ. Dạ, con kính thỉnh bàn tay của sư. Con xin xuống mít ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, cũng xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn đến đạo tràng xin kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Hãy giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang. Kính chúc tất cả quý tôn nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tránh xa được những cái tật bệnh, những điều rủi ro tai hại. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sadanso te bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sadanso te bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sadanso te bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu đây. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp.